Cuộc sống mà anh em khổ lắm, không phải lấy những đồng tiền sướng đâu. Giờ Tuấn phải ship cóp cho anh em này. Cái này Tuấn chia sẻ thật luôn cho anh em, toa rất nhiều để anh em đặt nhé. Đây, tiếp tục những cái hóa đơn rất dày để ngày mai thứ hai, anh em thấy không? Rất nhiều. Thật sự Tuấn hy vọng những anh em nào cứ tin tưởng Tuấn, Tuấn sẽ làm hết khả năng cho anh em. Đúng không? Rất nhiều những cái tuyển hóa đơn ở đây ngày mai, có thể khoảng 30 toa hàng. Đấy, bây giờ phải ngồi ship cóp đóng hàng cho anh em, bởi vì Tuấn mới dạy xong thì ngày mai phải cố gắng nhất làm cho anh em. Đấy, cuộc sống không bao giờ đơn giản đâu. Tuấn hy vọng mang lại những cái điều tốt đẹp cho anh em. Anh em đang ủng hộ khóa Smoky để chúng ta làm mô hình đấy. Những cái này là Tuấn chia sẻ thật tình với anh em luôn, để hy vọng Tuấn một ngày nào đấy cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời khi anh em mua tất cả thiết bị máy móc Tuấn tặng một nhóm học online, được chưa? Rất nhiều toa hàng bây giờ đấy, anh em này ủng hộ này, một bộ 125 cái áp bơm, đúng không ạ? Tuấn cũng ship đấy, anh em này ủng hộ một con này Tuấn vẫn ship, rất cả là bình thường, tình nghĩa anh em mà. Thì anh em thương thì Tuấn chia sẻ, anh em từ phút này trở về sau, anh em mua thiết bị máy chẩn đoán Tuấn tặng nhóm học online. Tuấn hy vọng tất cả những kiến thức của Đình Tuấn mang lại cho anh em. Đây, một anh em đã đặt một cái toa hai cục mô bên sườn thôi, Tuấn cũng gửi để anh em có tăng lợi nhuận. Anh em bảo đặt một cái đồng hồ Tuấn vẫn gửi. Đấy, ngày mai rút ra. Tất cả đồng hồ này Tuấn phải khui và test xem nó có hoạt động bình thường không. Tất cả anh em mua thiết bị bên Đình Tuấn lỗi lầm, anh em cứ gửi lại, Tuấn sẽ gửi cái khác nhá. Cuộc sống với Đình Tuấn thì không bao giờ hoàn thiện 100%. Không bao giờ biết cái máy móc điện tử nó có hoạt động chân chu không. Chỉ cần anh em bị lỗi, gửi lại cho Đình Tuấn, ship cho cái khác. Còn Tuấn cảm ơn, bởi vì cái nồi này cũng không còn nhiều. Một anh em này ủng hộ. Đây, 5 triệu nhôm của những dòng Honda 110, và anh em ủng hộ 5 bộ nồi côn Tuấn để đây. Còn anh em này ủng hộ 3 bộ nồi của 110 và 2 bộ càng không chuông, Tuấn vẫn ship. Đấy, ngày mai Tuấn bọc và bó lại cho anh em về nhà tận dụng với chuông zin nhá. 2 bộ không chuông. Rất nhiều toa hàng anh em biết không, nhưng thật sự Tuấn không bao giờ công bố cho anh em. Đây, một con Smartoon 7. À, đấy, Motocan 7 ngày mai lên đường. Anh em thấy không? Cái này là chữ của vợ Tuấn ghi nhá. Vợ có học viết chữ đẹp, Tuấn cảm ơn phu nhân đã luôn luôn ủng hộ bên cạnh anh. Khi những lúc anh đang mệt, khi những lúc anh không thể nào cầm những cái bút anh ghi những trang giấy được, em luôn luôn ở bên anh. Thì cửa hàng tay ga Đình Tuấn có tọa lạc tại 389 Ngô Gia Tự, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Hotline số điện thoại 0909 755 993. Còn cái này Tuấn sẽ gửi đi Phúc Thọ, Hà Nội, đúng không ạ? Rất nhiều anh em ủng hộ, thật sự Tuấn không bao giờ biết làm được cái gì để cho nó hết, để ủng hộ tới anh em. Rất mong anh em thông cảm cho Đình Tuấn, bởi vì Tuấn vừa quản lý cửa hàng, vừa phải dạy trực tiếp, lại vừa dạy online. Những cái gì Tuấn chưa kịp ship cho anh em, rất mong anh em nhắc lại cho Đình Tuấn, chứ không phải là Tuấn quên đâu. Nhưng công việc nó quá nhiều, anh em chỉ cần gọi lại bảo Tuấn ơi, mình đặt hàng chưa gửi kịp. Rất mong anh em lượng tình và tha thứ, kể cả những quyển tài liệu hoặc là bóng đèn led. Thật sự thời gian Đình Tuấn làm việc không có thời gian nghỉ luôn, chỉ cần anh em thương chia sẻ thôi. Tuấn chia sẻ thật luôn, những quyển tài liệu này giá chỉ có hơn 200k, Tuấn lời cái gì đâu. Cái này Tuấn muốn mang cái kiến thức của mình mang lại cho anh em. Tặng cho anh em một bóng đèn led,
kèm theo một quyển tài liệu tất cả chân IC và sớm ký cảm biến Tuấn ghi trong này luôn. Hoạt động như thế nào, con relay hoạt động, tất cả Tuấn được biên soạn ra ghi cho anh em. Đó là trắng đen, sớm ký. Giá chỉ có hơn 200 nghìn. Đấy, vào quyển tài liệu màu. À, còn cái gì nữa không ạ? Tôi không muốn live stream phải bật hết ra, tôi phải chỉ. Đấy, quyển màu này bây giờ anh em đi. Đi in cũng mất hơn 100k, gần 100k quyển tài liệu màu. Nhưng thì Tuấn bán có hơn 200k. Đây. Cái này Tuấn chỉ muốn hy vọng ấy. Anh em đừng có hỏi tài liệu trong có cái gì. Anh em chỉ cần tin tưởng Tuấn để cho. Thật sự bán cái quyển tài liệu này Tuấn chỉ có lấy tiền nước uống thôi. Kèm theo một cái solo mặt điện Tuấn in ra. Đấy, A3. Được không ạ? Hầu như rất nhiều dòng xe. Đây, AB125. Đúng không ạ? 2015, 2013. Tuấn chỉ muốn mong rằng những kiến thức của Tuấn nó bay xa, bay rộng, mang lại tất cả anh em Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta hãy cố gắng để vươn lên, để chúng ta thành công hơn 200 ngàn. Cái bóng đèn LED này thì Tuấn cũng phải đi mua dây điện, cũng phải mua chở, cũng phải mua LED. Nhưng thì Tuấn tặng cho anh em để về nhà kiểm tra. Mô bên sườn, bơm xăng, kim phun, đúng không ạ? Tất tật tật. Hãy anh em đúng cực, bởi vì LED này nó rất chuẩn, nó phân cực âm và dương. Không bao giờ hư hại tới hệ thống phun xăng điện tử. Đấy, Tuấn chỉ cần chia sẻ, anh em chia sẻ. Tuấn hy vọng tất cả chỉ cần có sức khỏe, Tuấn sẽ mang lại tất cả cho anh em mọi miền Tổ quốc. Cái gì hay nhất Tuấn có hiện tại, Tuấn sẽ làm tất cả anh em. Đấy, cuộc đời Tuấn chỉ muốn là cái tay nghề Tuấn hy vọng trời cho cái sức khỏe tốt, Tuấn mang lại tất cả cho anh em. Không bao giờ lừa đảo anh em nhé. Tuấn nói đây là tâm sự thật tình luôn. Tuấn hy vọng tất cả về cái chiến lược kinh doanh, về làm nồi niêu hay là về thiết bị máy móc, đúng không ạ? Anh em đừng bao giờ bỏ những số tiền oan uổng đi nộp mạng những người khác, người ta chỉ lại chưa tới. Tuấn rất mong hy vọng một ngày nào đấy ở cái cửa hàng Tuấn có 10 anh em thôi. 10 anh em tới học thì tất cả những con máy này anh em có thể hạ. Vision, tất cả rất nhiều. Chúng ta chia sẻ lên được không ạ? Tuấn chỉ ao ước một ngày nào đấy anh em tới sống với tốt với Đình Tuấn ở cửa hàng. Đừng, anh em đừng bao giờ lừa Đình Tuấn nữa. Hy vọng anh em tới đây sống một cái tân thiền thật. Đúng không ạ? Đừng bao giờ lừa Đình Tuấn, đừng bao giờ lấy cái gì của Đình Tuấn. Thì anh em muốn cái gì tới đây Tuấn cũng chia sẻ. Kể cả sửa IC, đồng hồ hay là bổ tất cả về động cơ. Nhưng anh em đừng bao giờ lừa Đình Tuấn khi anh em đã có mặt tại Bình Định. Tuấn chỉ biết chia sẻ thế thôi. Anh em nào khó khăn tới đây bảo không có tiền, ok, Tuấn cho học miễn phí. Nhưng thật sự anh em phải đúng cái lòng. Chứ anh em đừng có bao giờ tới đây 4-5 ngày anh em chuồn đi. Thật sự Tuấn không bao giờ anh em tới đây học phí mà thì Tuấn phải lấy tiền trước. Để cho anh em học khoảng 3-4 ngày. 3 ngày hoặc 4 ngày anh em thoải mái đi, bảo đảm học không phê. Anh em bảo Tuấn ơi, anh dạy không phê, em dạy không phê, mày dạy không phê, anh có thể xuống núi, ok. Nên đừng bao giờ anh em nào lợi dụng của Đình Tuấn hiện tại. Tuấn muốn cho đi tất cả cho anh em. Kể cả một cái áp bơm này, Tuấn bán có lời đâu. Áp bơm này nhá, Tuấn sẽ đưa anh em hai loại cho anh em xem. Rồi anh em chứng kiến đây ạ. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Đây, thiên hạ trên mạng đang bán cái loại này. Anh em thấy không? Nó nhỏ như cái kẹo. Đây, cái đồng hồ nó nhỏ, Tuấn bắn ra cho anh em. Nhưng cái giá mà thì Tuấn bán ấy, cái đồng hồ to nó vẫn bằng cái đồng hồ này. Đó là đây. Rồi Tuấn đưa mọi anh em cái hộp nhỏ nhá. Anh em xem nhá. Tuấn không thể nào chào anh em. Còn anh em lấy gì, anh em nhắn tin qua Messenger. Cái đồng hồ này Tuấn bán có hơn 200k anh em thấy không? Mặt lớn. Tuấn cui tem cho anh em này. Rồi, ở trong này có dầu. Được chưa? Và kèm theo cho anh em hai cái chặng ba sơ cua và một dây áp bơm. Còn cái đồng hồ này đồng hồ rẻ tiền.
Tuấn không muốn bán nữa, anh em thấy không? Hai mặt nó khác nhau. Đấy, cái này này của cái thằng gì, Ellie, Elite gì này, đúng không ạ? Bữa nay Tuấn chuyển qua cái này, nó đẳng cấp hơn. Nhưng giá bán thì nó thật sự Tuấn chỉ lấy chai nước của anh em uống thôi. Nhưng thật sự anh em mua một cái, Tuấn vẫn ship một cái. Với hiện tại cuộc sống bây giờ thì Tuấn không cần phải vì tiền nhiều. Thật sự cái này ship lời 10 ngàn, 20 ngàn thì Tuấn cần gì phải chạy trời nắng, trời mưa, trời gió. Nhưng vì tình cảm anh em yêu mến, Tuấn ship. Thế thôi, một cái áp bơm hơn 200k, đúng không ạ? Đó là tình nghĩa anh em, nó mới có chắc bền lâu. Nhưng đừng bao giờ anh em nào lợi dụng Tuấn. Thế thôi, anh em nào khó khăn, nói Tuấn một tiếng. Đấy, chúng ta đừng có tới đây mà để lợi dụng Tuấn, đúng không ạ? Thì Tuấn không thích. Tuấn đã bảo đảm cho anh em một cái nơi ở, chúng ta không mất tiền khách sạn. Ở khách sạn một ngày chúng ta mất 200k, anh em học ở đây 7 ngày mất 1,4 triệu, thì anh em ăn uống cho nó khỏe. Nhưng anh em đừng bao giờ lợi dụng Tuấn khi tới đây. Nhưng cuộc sống ấy, chẳng bao giờ có ai tốt, chẳng bao giờ có ai là xấu cả. Cái gì nó phải có hai mặt, mặt trái mặt phải, đúng không ạ? Tuấn nghiên cứu được ngày hôm nay thì anh em phải biết là cái giá thì Tuấn phải trả rất đắt. Về biết bao nhiêu cái thức đêm sáng, 2-3 giờ sáng, anh em biết không? Và thì Tuấn phải đầu tư tất cả về hệ thống xe này. Khổ lắm, không phải là dễ đâu. Còn ở trên mạng Việt Nam này thì Tuấn chưa bao giờ học cái phun xăng điện tử của thằng nào luôn. Giống công bố, bất cứ anh em biết thì Tuấn học bất kỳ cái phun xăng điện tử thằng nào, nếu mà tới cái cửa hàng đấy hoặc là tới cái trường đấy học, anh em chỉ cần chụp tấm hình lại gửi lại, Tuấn tặng cho một chiếc SH tương đương 100 triệu. Nên ở thiên hạ này đừng có bao giờ thằng thầy nào nói thì Tuấn là học cái nọ học cái kia. Tuấn chưa qua bất kỳ một trường lớp nào phun xăng điện tử ở trên Việt Nam này luôn. Đấy, có thể anh em nào biết học cái cửa hàng nào chụp Đình Tuấn mấy ông thầy ấy lại, Đình Tuấn tặng cho con SH nếu học phun xăng điện tử nhé. Đó là cái kiến thức, cái gì Tuấn có Tuấn chia sẻ. Thế thôi, những cái gì anh em cần Tuấn ship cóp. Còn cái bộ tài liệu này combo cho anh em 4 món này, hơn 200.000 bạc. Thật sự Tuấn chỉ lấy một chai nước để uống anh em thôi. Cái tiền photo và cái tiền mà Đình Tuấn phải viết ra ấy, phải đánh chân đi xe ấy, và tài liệu màu này nó rất tốn tiền anh em biết không? Nhưng cái này yếu tố Tuấn mang lại cho anh em, hãy cố gắng học và hỏi. Hơn 200.000. Và ở trên Việt Nam này chưa có thằng nào bán cái quyển tài liệu tất cả này hơn 200.000 đâu. Nó chỉ lấy lừa của các bạn, một quyển vỡ vẩn nó lấy mấy trăm ngàn. Tuấn chia sẻ luôn, có vài thằng trên mạng Facebook nó bán một cái quyển này không, nó lấy mấy trăm ngàn. Nhưng trong này có đủ không? Nó chỉ toàn là cái vỡ vẩn, cái sơ đồ mặt điện, ba cái lung tung, thì về nhà làm sao anh em học được. Còn cái này ấy, Tuấn biên soạn ra nhé, sờ mất key. Anh em nhìn vào tất cả chân SU nó chỉ là tích tắc. Nên Tuấn chia sẻ cái này là thật lòng luôn, chẳng bao giờ phải đụng chạm thế nào à. Nên tướng Tuấn chẳng bao giờ phải kiên nể. Đấy, cuộc sống không phải kiếm tiền nó dễ đâu. Đấy, ngày mai này, ngày này, cái số này ấy Tuấn chia sẻ vẫn chưa hết được, bởi vì nhiều anh em đặt quá nhiều hàng. Còn cái bi này ấy, Tuấn chia sẻ luôn, nó rất rẻ tiền thôi. Cái bi này Tuấn đã căn sẵn và Tuấn đặt cái nhà máy nó làm ra cái bi này. Nó không nhẹ, nó không nặng, đúng không ạ? Nó sẽ nhẹ hơn zin một chút xíu và nó sẽ đầm hơn bi nhẹ chút xíu. Anh em hiểu không? Đấy, cái này là Tuấn đặt riêng để cho anh em trong nhóm, để chúng ta làm một côn thôi. Nên rất mong những anh em nào đồng tình với Đình Tuấn thì các bạn hãy sống tốt, đúng không ạ? Đừng bao giờ lợi dụng nhau quá. Anh em thấy không? Đừng bao giờ lợi dụng nhau quá. Và trên tay thì Tuấn cũng chẳng có nhiều, còn mỗi con cuối cùng. Ngày mai đi Hà Nội, rồi Phúc Thọ Hà Nội nhé. Tuấn đã ở trong này, chỉ còn một con Motorcycle 7.0, Tuấn hết hàng. Còn anh em nào ấy, từ cái phút này trở về sau này, Tuấn live stream, mua con máy này Tuấn tặng nhóm học online. Đấy, được chưa? Tuấn muốn mong rằng ấy, anh em mua thiết bị Đình Tuấn là anh em phải học được hết về phun xăng điện tử và cái cách để cái phân tích cái dữ liệu và làm key trên cái Motocan 7.0. Từ phút này trở về sau, anh em mua máy Tuấn tặng nhóm học online luôn, không cần phải giảm giá 50% nữa, được chưa?
Tuấn muốn mang tất cả những anh em nào ở trên Việt Nam này đang khó khăn, chúng ta đừng bao giờ phải lên trên mạng để nghe những cái đời chém gió vớ vẩn của vài cái thằng sửa xe lông côm hoặc là vài ông thầy vớ vẩn, đúng không ạ? Còn thì Tuấn đủ khả năng để cân tất cả nếu anh em nào thách đố. Bất kỳ làm một cái gì từ nồi cho tới cầm con máy này, kể cả làm IC, kể cả làm đồng hồ, kể cả tháo động cơ, thì Đình Tuấn bất kỳ ông nào nếu thật sự muốn cân thì chúng ta có thể cân tay đôi tới với Đình Tuấn. Đặt một phát khoảng nửa tỷ, 500 triệu cân, làm full bài, từ đọc phân tích, từ tua đồng hồ, từ sửa IC các loại nhá. Nếu đủ bản lĩnh này, cầm cái mỏ hàn này với Đình Tuấn, di tất cả hệ thống trên mặt điện tử thì anh em cứ đến đây Tuấn chia sẻ luôn, đúng không ạ? Nên nhiều anh em trên mạng ấy, đừng bao giờ lợi dụng Đình Tuấn, và cũng đừng bao giờ những cái thằng thầy trên mạng Facebook đừng bao giờ nói bảo Đình Tuấn học online của thằng này thằng kia. Trên đời này chẳng có thằng nào học online 3, 7, 21 ngày mà thành công được như tay ga Đình Tuấn đâu. Anh em có thỏi lấy cái mỏ hàn này di tất cả hệ thống phun xăng điện tử, gấp tất cả những con linh kiện bằng cái mỏ hàn này và hàn vào, thì ở Việt Nam này ấy, trên đời này được mấy ông làm được cái mỏ hàn này, Tuấn dám đảm bảo luôn. Còn bây giờ anh em nào dám comment không? Tuấn đọc cái mã ID bằng cái lỗ nhỏ như cái lá lúa này. Như cái lá lúa này thì Tuấn lấy mỏ hàn này đọc để ra cái mã full key hoặc SM ID luôn. Nếu chỉ trong này chỉ cần 10 người comment, Tuấn đọc lấy cái mã ID trong này ra luôn, bằng cái mỏ hàn này luôn. Tuấn hàn trực tiếp đến này luôn, không cần bóng điện. Phải đọc ra cái key. Nhưng anh em thấy không, những con linh kiện rất nhỏ, Tuấn sẽ dùng cái mỏ hàn này luôn. Nếu đủ đẳng cấp, cái này bèo nhất thì cái này nó cũng phải bằng cái cộng tâm xe đạp. Anh em thấy không? Đấy, Tuấn di và đọc bất kỳ một thứ gì trên một cái con SU này. Còn anh em đừng có mơ hồ bảo cái thằng này nó mổ con SU đẹp quá nhưng cái tay hàn nó thì vịt. Cái mổ cái mỏ hàn này ấy thì nó rất đơn giản. Mổ cái này, cái quan trọng là tay hàn. Đình Tuấn đâu cần mổ con SU đẹp đâu. Quan trọng cái chất chúng ta làm ra là phải đọc được cái mã SM ID và key. Còn hàn cái này thì nó quá đơn giản, ngủ cũng hàn được. Với Đình Tuấn hiện tại nó chỉ là song kiếm hợp bích nhá. Tuấn chẳng bao giờ dùng cái thiết bị gì, Tuấn dư khả năng để moi một cái lỗ này tròn. Tuấn chỉ cần cắm điện cái mỏ hàn này, được không ạ? Cắm điện mỏ hàn này, Tuấn kéo qua đây một cái, kéo qua đây một cái là đương nhiên nó bung lên và Đình Tuấn lật lên là xong. Đó là hai mỏ hàn. Nghe đây. Cuộc đời Đình Tuấn chỉ tôn trọng nhất là một ông thầy. Ở trên thầy, ở trên mạng Facebook này, Đình Tuấn chỉ tôn trọng nhất một người để Đình Tuấn thấy cảm thấy đẳng cấp nhất. Còn ở trên đời này, Đình Tuấn chẳng bao giờ tôn trọng bất kỳ một thằng thầy nào hay là một thằng thợ sửa xe nào. Với Đình Tuấn, ở trên đời này chỉ có một ông ở Hà Nội. Tuấn tôn thờ ông đấy, ông ấy đẳng cấp. Nhưng thật sự anh em, để muốn gặp ông đấy rất khó. Có thể tháng 9 này, giữa tháng 9 này Tuấn ra Hà Nội sẽ cho anh em gặp một ông rất giỏi về tất cả lĩnh vực IC, đồng hồ, các loại, đủ các loại đà điểu cho anh em nhá. Còn ở thiên hạ này đừng bao giờ ai cân đo với Đình Tuấn, bởi vì những người đấy tu chưa đến tuổi đâu. Tuấn chỉ hy vọng nhá, giúp đỡ những anh em nào khó khăn thôi, giúp đỡ thật sự cuộc sống của Đình Tuấn, giúp đỡ anh em nào khó khăn. Nhưng đừng bao giờ anh em lại chơi Tuấn. Đừng bao giờ tới đây để học, để ăn ở đây, anh em lại trốn đi. Trốn đi và anh em bỏ lại quần áo. Đừng làm như vậy, chả vờ đi hớt tóc hay là đi uống cà phê để chúng ta trốn lui trốn lủi như vậy. Cuộc đời mà, có vài triệu thấm ở đâu. Nhưng chúng ta không có tiền thì chúng ta phải nói. Đừng bao giờ vứt vài bộ quần áo để lại. Tuấn ghét nhất con đời như vậy.
Đừng bao giờ ra đi mà để vài bộ quần áo ở lại, Tuấn không có thích tí nào cả. Chia sẻ cho anh em luôn. Cuộc đời Đình Tuấn thiếu gì tiền. Này. Đừng bao giờ lừa gạt Đình Tuấn ra đi, cái này chỉ là kỷ niệm. Đúng không ạ? Đừng bao giờ để lại ba lô. Cái quần jean này Tuấn cắt để sửa IC, đồng hồ, làm điện tử nhá. Mấy anh em đừng bao giờ làm như vậy. Cái quần lót và cái quần jean học mót được vài ngày anh em nghĩ rằng tay nghề nó giỏi hả? Sống phải chất, nghèo nói Đình Tuấn, Tuấn cho. Nên đừng bao giờ anh em tới đây lợi dụng cái lòng của Đình Tuấn. Đã cho anh em chỗ ở, đúng không ạ? Tin tưởng anh em thì anh em phải sống tốt. Anh em ra đi để lại vài bộ quần áo làm cái gì? Lau xe à? Đó là Tuấn chia sẻ. Nhưng anh em đừng bao giờ lợi dụng cái lòng tốt của Tuấn. Tuấn chỉ muốn chia sẻ cho anh em khó khăn. Còn anh em muốn tới đây, Tuấn bập nhả cho anh em tất cả những cái thiết bị xe nếu đủ 10 người. Anh em chỉ cần gật đầu, Tuấn ơi, bổ máy Vision, bổ máy AB, bổ máy EH, Tuấn cho hết. Chẳng có gì mà Tuấn không dám cho ở đây. Anh em muốn điện tử cái gì tới đây luôn. Tuấn đang làm để ngày mai gửi cho anh em cái bàn làm việc đây. Đấy, quạt bóng đèn, tối nay mới thắp được cái bóng đèn này cho sáng để làm. Thật sự nó rất khổ. Nên đừng bao giờ anh em lợi dụng cái gì của Tuấn. Không bao giờ Tuấn làm hết toa hàng thật. Ở trên mạng Facebook hiện tại có rất nhiều anh em tin tưởng Tuấn. Nguyễn Đức Lộc sống sao, cái đó là phải tùy theo người nhá. Đừng có nói hỏi là bác sống sao để anh em ra đi ý chứ. Sống cái gì, sống không có tiền thì phải nói. Ok nhá. Đình Tuấn nó sống thì mẹ nó chất như thế nào anh em Hà Nội biết hết. Nhưng đừng có anh em nào vô comment. Nhiều người hỏi bảo Đình Tuấn sống sao, sống không tốt để anh em ra đi à? Mẹ riêng thằng Đình Tuấn này sống là phải chất. Nên đừng bao giờ anh em comment lung tung ở trong này. Những anh em ở phía sau ủng hộ Đình Tuấn biết bao nhiêu, rất nhiều người ủng hộ. Nguyễn Đức Lộc đừng comment như vậy nhé. Căng cái gì, chúng ta vào trong này chia sẻ được không? Không, ở trong này chẳng có cái gì mà căng thẳng cả. Đừng bao giờ lợi dụng. Còn trên hạ ấy, đừng bao giờ bảo ba con mưu turbo. Hiện tại trên mạng Facebook ấy có vài bố này đang làm con mưu này chém gió há mồm ra. Xe nổ tí báo O2 hay lụp bụp. Cái này có cái gì đâu mà các bạn phải reset tô mưu. Có cái gì đâu các bạn phải nạp lại phần mềm. Với tôi thì chưa bao giờ những con mưu G3 này phải nạp lại phần mềm. Nếu nhiều anh em ở cứ lên mạng xong rồi reset xóa đi rồi lấy hai chìa khóa cài đặt, con mưu này có vấn đề gì đâu. Quan trọng chúng ta biết cách để chúng ta làm. Nên nhiều bố có cái phần mềm gì 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 đấy, chạy phần mềm, tay nghề thì thấm tới đâu, đúng không ạ? Nhưng cuộc sống chúng ta ấy, ở đâu thì âu đấy. Sống cho tốt ở khu vực đi, sống cho tốt cho khách hàng, người ta hiểu tới mình đi. Sống làm sao để khách hàng sửa xe đông là nhiều, chứ đừng tỏ vẻ ta đây sửa vài con vớ vẩn này. Nạp nâng cấp phần mềm nghe nó ghê quá. Chuẩn bị Tuấn tung hô hết cho anh em, được chưa? Bão hòa hết anh em, đừng bao giờ lên mạng để chúng ta phải nâng cấp nạp phần mềm rồi lấy hai chìa khóa chọt ra chọt vào nghe nó ghê thế nhở. Ok, mày toàn là một cái thằng hù ma dọa khỉ không mày. Nhiều ông thầy cũng vậy, ta đây về tí về kiến thức chém gió. Đúng rồi, em Quốc Tiến chia sẻ cho anh em ơi. Ok, chia sẻ đi. Mẹ vài cái thằng nó học ở trong trường ra cứ nghĩ rằng ông thầy dạy nó giỏi, mẹ tay nghề thấm ở đâu. Với Điền Tuấn thì thật sự mấy cái thằng mà học trong trường ra chưa thấm đâu. Mấy cái thằng mà lôm côm lốp cốp ấy, chưa tay nghề mà học cái ông thầy nào đào tạo gì ấy, vài tháng ấy, hay cả năm thì cũng chưa thấm ở đâu. Nên nhiều lúc các bạn cứ nghĩ rằng ta đây lấy được cái bằng chứng chỉ học ông thầy gì 5 7 sao, 8 sao, 10 sao,
cứ nghĩ ta đây là trời là bể. Thì thật sự các bạn ấy có giỏi thì tới đây cầm cái mỏ hàn này chơi với Đình Tuấn hai con, thích cái gì về linh kiện điện tử Tuấn chơi cho anh em luôn, được chưa? Với Đình Tuấn là không bao giờ dùng mỏ hàn kim, dùng những con này Đình Tuấn di tất cả những cái mạng điện tử trên Phun Xăng điện tử cho anh em thấy, không bao giờ chết bất kỳ một linh kiện nào. Nên nhiều thằng thì mẹ học ông thầy nọ về lấy cái bằng kia, coi những anh em nghèo khó không ra gì cả, nghĩ ta được ông thầy này giỏi đào tạo, mà ông thầy thấm ở đâu mẹ, mà ông thầy chỉ phải giỏi về cái lý thuyết học vẹt mà ra ngoài làm xe cầm mỏ hàn thì Tuấn thì mẹ cân hết trên mạng. Nếu ông thầy nào muốn mỏ có giỏi bây giờ tua đồng hồ mới là hàn cái con SU rồi đi, thử coi thằng nào đỉnh hơn. Nên nhiều lúc anh em đi học về nhà không biết thằng thầy nó dạy sao ấy, anh em về nhà đừng có nổ và đừng bao giờ bắt nạt những anh em khó khăn. Với Đình Tuấn như vậy, bắt nạt ai thì bắt nạt, đừng bắt nạt những người khó khăn và phải biết người đó là ai. Nhiều bố mà mổ con này đẹp mà tay hàn thì mẹ như vịt. Con em nào đủ con màn Tuấn nhắc con SU cho anh em luôn. Dùng ba cái mỏ hàn kim, mỏ hàn sợ quá nhiệt, mỏ hàn nhỏ sợ không chết linh kiện. Mẹ tôi dùng cái mỏ hàn sung và nhiều thằng thầy trên mạng bảo tôi dùng cái mỏ hàn sung là chết linh kiện, tôi thắt nó chết luôn. Mẹ nhiều thằng thầy trên mạng bảo tôi dùng cái này chết linh kiện, tôi mong nó chết, không bao giờ chết. Sung mẹ tôi biết thừa cái trong này nó điều khiển cái gì, làm sao mà chết. Mẹ mỏ hàn này sung chết linh kiện, mẹ tôi mong con SU này chết luôn, chết tôi chịu. Mẹ mới bố bán hàng, mới bố có tí mẹ về kiến thức, mới bố cứ dạy đời. Tuấn chỉ sử dụng cái hàn sung này thôi. Cân toàn cầu. Mẹ mới bố học được tí về ba cái lý thuyết, mới bố dạy anh em xong mới bố tỏ vẻ ta đây là con cảm biến. Cảm biến có cái gì? Thích tôi giả lập tất cả cảm biến, không cần dùng cái máy nào luôn. Thích đồng hồ lên bao nhiêu tôi cho lên. Thích tinh còn cần cảm biến này O2 tôi biết con đi xe dài hay sống. Nên đôi khi thì Tuấn nhịn. Có vài anh em nhắn tin lại thấy buồn ghê, bảo anh Tuấn ơi, mẹ thằng nọ thế kia tỏ vẻ ta đây giỏi. Anh em nào muốn lấy mã ID này không? Đủ 10 người. Tuấn nhấc phát một ra mã ID này luôn. Mở cái Motosika này ra tua luôn. Lấy mã ID. Đủ anh em comment ok đi, bán máy motosiken này tặng nhóm học online luôn, trên Việt Nam mà chưa thằng nào làm được, Tuấn làm cho anh em luôn. Tuấn muốn tạo điều kiện cho anh em hãy khó khăn đi lên, đừng bao giờ nghe những cái tin đồn mấy cái bố mà sửa IC đồng hồ hay là cái gì gì về điện tử ấy, các bạn đừng băn khoăn. Nếu đủ anh em comment tôi hàng phát tặng anh em luôn, đọc cái mã ID trong này ra luôn. Đủ 10 người không ạ? Ok đi, chia sẻ tôi. Tôi đọc phát ra ngay. Nhiều thằng bảy đặt khoét tay nghề hàn thì mẹ dính chì dính như nhặng chì. Ta đây khoét con SOB đẳng cấp thì mẹ tay hàn như con vịt. Cái này cần gì? Cái này chỉ cần mổ nhựa. Này. Kéo một phát, đúng không ạ? Này, cái này nó như con dao ấy. Thì đúng là nó sẽ bóc nhựa, quan trọng là tay hàn. Rồi, Tuấn chứng kiến hàn cho anh em luôn. Có cái gì đâu mà vài cái thằng hù ma dọa khỉ trên mạng Facebook cứ ta đây là tay nghề đẳng cấp, mẹ học của vài cái thằng thầy nào vớ vẩn. Tuấn chỉnh camera cái chút xíu ạ, tôi sẽ cho anh em xem. Anh em chờ giây lát nhá. Tôi đang bị trục trặc cái điện một chút. Tôi hạ cam chút nữa. Ê,
Thế nhiều anh em nói tới tiền Tuấn rồi, thấy tội cho anh em luôn đấy. Thật sự Tuấn thấy tội cho anh em luôn. Rồi tôi nhắc nha. Đây này, đọc cái mã ECM ID cho anh em luôn này. Rồi mở hàng nhá, lên điện, mở phần mềm ra đọc cho anh em xem luôn. Hy vọng được hết pin. Tội cho anh em, những anh em tay nghề yếu cứ bị vài cái thằng trên mạng hù ma dọa khỉ, có ba cái ban bận phun xăng người tử này thì hụt ga, cứu xong người ta được một ban bắt người ta đăng lên cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Sửa xe thì ế há mồm ra. Cũng đọc nhá. Chia sẻ lên, anh em bao nhiêu người chia sẻ? 100 người xem được không ạ? Tôi lấy con này đọc ra luôn. Cái này thì chẳng ai đụng chạm tới Tuấn đâu, nhưng thật sự nhiều anh em nói ấy, Tuấn thấy buồn cho nhiều anh em. Vài người nó khinh thường anh em tay nghề yếu. Yếu gì mà yếu? Phải có người nọ người kia chứ. Cuộc đời có ai cái gì mà hoàn hảo? Mẹ, vài thằng biết tí nghề múa mỏ. Anh em nhìn thấy không ạ? Chia sẻ đi ạ. Và thì mình Tuấn ghét nhất vài thằng thầy bảo ừ chưa học đến nơi đến chốn, không biết cái gì, bảo ông thích tôi cần ông luôn, ông hiểu không? Và cái lý thuyết phọt phẹt lý thuyết dạy ta đây ở đóng thùng đi đôi giày bụng thì to, ta đây là thầy thay ba gì cái phun xăng điện tử này, học trong vòng có khoảng vài bữa mà phun xăng điện tử gì? Mẹ, người ta học đại học, người ta chưa thấm thía vào đâu. Nhiều bố quan trọng, ta đây là thầy, với Điền Tuấn thì không có thầy. Anh em nào tay nghề yếu Tuấn chia sẻ luôn. Mẹ, vài thằng hơi tí là ta đây là thầy. Cái thằng mà tóc bạc gọi cái thằng đầu xanh cũng là thầy. Thằng 60 tuổi gọi cái thằng 20 tuổi cũng là thầy. Mẹ dẹp. Rồi anh em nhìn Tuấn Hàn nhá. Lê Quốc Tiến bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em? Thầy bà nào trên mạng thì Tuấn thì mẹ chơi với thì Tuấn cân hết. Nếu nói về tay Hàn hiện tại nhá. Được rồi. Anh em nhìn vào đây. Toàn là hù ma dọa khỉ thì giỏi thôi chứ. Rồi chúng ta dùng máy nào, chúng ta mở phần mềm đấy, Motodata. Rồi con này của SH, à con này của A Black đúng không ạ, K66. Rồi mở phần mềm Motodata ra, chúng ta xài máy nào dùng máy đấy. Đây A Black Sparky. Rồi vào đây, nhấn chìa khóa. Rồi Hàn, phóng to ra. Đấy, chúng ta chỉ cần Hàn dây xanh, đúng không? Rồi anh em chờ trong giây lát. Rồi dây màu trắng, dây màu xanh. Nhấp một phát nó phải dính, đọc một phát phải ra key. Anh em nào đang gặp khó khăn inbox cho Tuấn nhá. Rồi mở hàng đã lên điện, anh em xem rõ không ạ? Rõ không? Mẹ, nhiều thằng bảo ghim, mẹ thì Tuấn bất chấp tất cả nó ghim, nó đọc một con SU, Tuấn đọc tới ba con SU.
ghim ghim làm cái gì, quan trọng nó có đỉnh hay không thôi, chứ ghim cái gì mà ghim. Rồi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Lê Cô Tiến ơi, chia sẻ cho 100 người được không em? Em chia sẻ 10 mạng ra đi. Tuấn tắt phần mềm này luôn, Tuấn Hà này, anh em chỉ cần nhớ dây trắng và dây phục săn nhá. Hà đúng vật tiêu, đọc ra luôn, Tuấn tắt. Được chưa? Rồi, chia sẻ cái đã. Không nhìn phần mềm nữa, đọc cái ra. Cần gì phải phần mềm? Buồn cho những anh em gọi điện thoại cho Đình Tuấn, thật sự Đình Tuấn thấy buồn. Chia sẻ 10 cái đã. Tội cho những anh em nào ấy, mày học vài cái thằng thầy vớ vẩn ra, không tôn trọng anh em, mày chỉ biết lấy tiền. Rồi Tuấn Hà này, cắt điện thoại đây luôn này, cho anh em thấy này, không cần nhìn nữa, chỉ cần mục tiêu là xong. Đọc ra kia anh em này, nó dính nhặng nhịt lại này. Rồi, đọc cho anh em xem luôn. Phát dính như mây mà. Chắc rồi, chết SEO thì Tuấn cũng chịu nhá. Xong, đọc cho anh em đây, kết nối với máy, cái máy này kết nối trên đầu nhá. Rồi cái này mai đi Hà Nội. Hàn tích tắc là xong. Ai tích thử tay Hàn thì tới đây. Rồi, để này cho anh em coi luôn. Chúng ta vào sổ bất kỳ này, mua máy tặng nhóm học online này. Sổ bất kỳ. Rồi, chọn A Black 125. Rồi, đọc kỳ từ SCU. Anh em coi rõ không ạ? Rồi, ok, ok, ok thôi, ok, đọc, chết máy, chết SU, thì Tuấn đọc tiếp. Đấy, nó đang chạy 1% đấy, thấy tay Hàn đỉnh không? Quan trọng là tay Hàn phải đỉnh, chia sẻ hết đi anh em, cần cái gì, inbox cho Tuấn. Việt Nam này được mấy thằng giỏi lắm mà hù ma dọa khỉ, sửa ba cái đồng hồ, ba con IC vớ vẩn này, chém gió livestream như con vẹt. Tới thì Tuấn cân hết, kể cả tua cái này nhá, cái này khỏi cần mở, lấy móng tay này vít đây này, nó chạy phập hà, tua đồng hồ cơ đấy nè, bật cái nắp này ra là nó chạy thôi. Rồi 18% anh em xem nhá, chia sẻ bạn lên đi. Cái tay Hàn thì Tuấn như mẹ Hàn phút mốt, kể cả uống rượu say cũng Hàn dính. Bởi vì tay Hàn bây giờ quá đỉnh rồi anh em không, chia sẻ. Những anh em nào xem chia sẻ thấy hay không? 22%. Đây này, Hàn đây này, nó phải chất. Đấy, cần gì phải mổ. Đọc đi, miễn sao nó chạy được mình lỗi là được.
tay Hàn Tuấn chỉ có thế thôi. Thằng nào bảo tên Tuấn cầm cái bằng Hàn sung này mà chết tới đi kiện thì thằng thầy ấy phải xem lại nhá. Những thằng thầy nào trên mạng ấy bảo thì Tuấn cầm bằng Hàn sung này mà chết liên kiện, mấy thằng thầy ấy phải xem lại, có thích thì ra chơi với thằng Tuấn ván. Có thử ông là thầy với thằng sửa xe quen như thằng Tuấn thằng nào thắng Hàn bất kỳ một cái gì trên cái lĩnh vực tự tử, thử thằng nào nhanh thằng ăn tiền thôi, chơi phát khoảng 50 triệu được chưa. Thích đồng hồ hay là bất kỳ một điều gì để Hàn dây, trước khi làm uống khoảng 10 lon bia vào, thử coi tay Hàn thằng nào không rung. Mẹ chém gió thì giỏi, cầm mỏ Hàn sung thằng nào bảo hư, hư linh kiện điện tử. Mẹ do ngu không biết Hàn mới chết chứ. Chết đi, 41%. Chia sẻ mặt lên nha em ơi. Vài thằng thầy mẹ học vài cái vớ vẩn xong dạy ba cái lý thuyết trên mạng Facebook, mẹ cứ coi anh em tay nghề thợ không ra gì, cứ nghĩ rằng nó là thầy mà nó giỏi. Thầy ba mẹ gì trên mạng với thì Tuấn là không bao giờ thầy. Ừ, sư phụ gọi thì được, anh em là tôn trọng rồi gọi ừ, sư phụ. Mẹ nó hơi tí thầy, cái thằng đầu bạc gọi cái thằng đầu xanh là thầy, thằng tí tuổi con mẹ mới bằng con người ta cũng bắt người ta gọi bằng thầy. Thầy cái gì cái này? Bực mình nhiều anh em gọi đến Tuấn bảo ông thầy này không tôn trọng anh em. Tôn trọng. Ba cái led vỡ vẩn nữa này. Khò một phát là rơi led. Chờ 63% này, tặng anh em kim này. Chơi thoải mái nhá, rút cốt lên mới chơi thoải mái, không bao giờ rung giật. Được chưa? Này lấy cốt ra này. Đúng không? Lấy cốt này ra sẽ rung giật cho anh em. Nhưng anh em phải biết cách lắp vào làm sao để cho không rung giật. Cái này thì Tuấn ăn hết cả trên mạng mà Facebook rồi mà. Tuấn bao rung giật luôn, rút cốt này này. Được chưa? Cấp nguồn cho anh em thử chơi được chưa? Đây. Rút cốt cái kim luôn, Tuấn bao không rung giật nếu cái đồng hồ này còn sống. Tuấn cấp nguồn vào đây tiếp tục nhá. Dây cắm nguồn thôi nhỉ. Cho đọc xong cái kia này đã, Tuấn lấy nguồn tôi cắm cho anh em. Thank you.
Rồi nó sẽ ra ngay. Ký 1, ký 2, ký 3, ký 4. Ký 4 đang no. Đấy, ký 1 nó sẽ trùng cái mã SMID nhá. Ký 1 lúc nào ấy nó cũng trùng cái mã SM. Được chưa? Đấy. Quan trọng chúng ta phải sống làm sao cho chất. Rồi, rút nguồn nhá, chúng ta chụp lại để đăng ký FOB. Việt Nam này được mấy cái thằng Tây Hàn giỏi cho lắm. Mày, nó cứ hơi tí là thầy.